có duyên biết mệnh, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, thần tài ban lộc lớn, gánh lộc về nhà, phát tài phát lộc, đổi đời giàu có nhất dùng, đúng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Thưa cô bác anh chị tuổi Mậu Thân thân mến, thánh nhân có câu nói, đời người muôn việc thảy do trời, bởi vậy nên mới có vận trình tử vi. Rất nhiều người trong chúng ta đang trăn trở nghĩ suy vận mệnh cuộc đời mình sẽ diễn ra chính xác như thế nào, liệu đó là những vật may từ trên trời rơi xuống, đổi vận phát tài hay là những thử thách song hành cùng cơ hội, hoặc cũng có thể là những vận hạn triền miên, khiến cho bản mệnh không thể ngẩng đầu lên được. Tôi không bảo Mậu Thân phải mơ to ước lớn hay trông đợi quá rồng quá phượng, làm đại gia hay tỷ phú gì cả, chỉ bảo cô bác anh chị rằng, Mậu Thân à, cô bác anh chị nên ngồi xuống ngẫm lại vị trí nào mới khiến bạn thật sự thấy thỏa mãn, ước mơ nào hay dự định nào mới tương xứng với năng lực của bạn đây. Đừng vì chút thất bại của đoạn vừa rồi mà trở nên hèn yếu, cũng đừng vì chút thăng trầm của đoạn vừa rồi mà chán nản chịu thỏa hiệp bằng lòng. Không bảo Mậu Thân phải điên như cái thời thiếu niên tuổi trẻ, cũng chẳng ép Mậu Thân phải bán máu, bán sức khỏe mà truy tìm thành tựu về thân. Nhưng Mậu Thân phải hiểu được sự bất phàm của bản thân, phải tin rằng những trải nghiệm mà mình có không phải ai cũng có, cái tư duy mà mình sở hữu không phải ai cũng suy nghĩ như thế được. Hiểu được điều này, Mậu Thân sẽ có cơ sở mà lại bắt đầu thiết kế, bắt đầu hoạch định lại đường đi, dựng xây ước mơ của chính mình. Nếu Mậu Thân không cố hay thiếu chút can đảm mạnh dạn trong cái đoạn này, sẽ thật sự là nuối tiếc lắm thay. Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ tiết lộ cho quý cô bác anh chị về tử vi từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch của Mậu Thân sinh năm 1968. Trong những tháng cuối năm này, vận mệnh của cô bác anh chị dường như có một sự chuyển mình lớn. Nếu như 8 tháng đầu năm xui xẻo đủ đường, cản trở cô bác anh chị thực hiện nhiều dự định, thì từ nay đến Tết Nguyên Đán này, cô bác anh chị sẽ gặp được quý nhân phù trợ, hậu nhân giúp đỡ, các tinh chiếu rọi mà có cơ hội một bước trở mình. Tiền bạc liên tiếp kéo vào nhà, cuộc sống cứ thế mà phất lên như diều gặp gió, giàu sang sung sướng từ nay đến cuối nửa đời về sau nếu nắm chắc điều này. Vậy, để biết được tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1990 từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 sẽ ra sao, vận trình công danh sự nghiệp tài lộc như thế, nào trong công việc thì có được quý nhân giúp sức hay không, chuyện gia đình, tình cảm và sức khỏe có điểm gì cần lưu ý, và quý cô bác anh chị Mậu Thân cần chuẩn bị những gì để có thể đón lành tránh dữ, giúp cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp chi tiết trong video ngay dưới đây. Xin mời quý cô bác anh chị hãy cùng theo dõi nhé. Nghe kỹ mệnh trời, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, gánh lộc về nhà, phát tài phát lộc, đổi đời giàu có nhất dùng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thân 1968. Mậu Thân sinh năm 1968, mệnh đại trạch thổ, đất nhà lớn, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế, quan lộc, xương con khỉ, tướng tinh con lạc đà, cuộc đời được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Đoán xem số mạng tuổi này, số cùng với mạng lắm lần gian truân, thìn, tuất, sửu, mùi sanh thai, tỵ, ngọ 6 tháng đặng mai thanh nhàn. Số người cốt nhục không hòa, tự tay lập nghiệp mà nên cửa nhà. Tuổi nhỏ chết hụt đôi lần, không thì bệnh tật khổ thân sau này. Đầu tiên có cố chẳng an, nhà cửa nhiều lớp rã tan đổi dời. Tuổi nhỏ cực trí lao tâm, trở về lớn tuổi mới mong thanh nhàn. Số người lại có biệt tài, làm ăn nên cửa bằng bàn tay không. Là người thông minh, sáng ý, có tâm, vì thông minh ngôn ngữ phong phú, tâm hồn khoáng đãng nên họ thích hợp với các nghề văn chương, văn hóa, thoải mái giờ giấc không gò bó. Họ là người khá nhanh nhẹn trong việc xử lý các vấn đề, là người kiên định không dao động trước khó khăn, họ luôn tìm ra cách để hoàn thành một cách nhanh nhất. Về sức khỏe, người này thường có bệnh trong người, trong đời cần đề phòng tai nạn về sức khỏe dẫn đến tật nguyền. Nếu sinh giờ tốt thì số này có chức quyền, bằng không cũng là người được quý nhân trọng đãi và người đời yêu mến, dị nể. Tuổi này có thể phải thay đổi nhà cửa nhiều lần và phải sống xa quê thì mới tốt. Cuộc sống người Mậu Thân được no đủ bậc trung. Trong cuộc sống gia đình chồng vợ luôn xung khắc, bất hòa hợp hạnh phúc, có đôi chút vất vả về đường con cái. Tuổi Mậu Thân thông hiểu lý tình, ưa lễ đạo, người ham muốn học hỏi và có tâm linh ứng nghiệm hiện tại tương lai. Người Mậu Thân nếu xuất gia tu hành thì an thân cho đến già, sống đời thanh thản. Người này cần chú tâm làm điều thiện tích đức để được hưởng an lành về già.
Nam giới tuổi Mậu Thân có cuộc đời không được tốt đẹp vào tuổi nhỏ, về thời kỳ trung vận thì được tốt đẹp và đầy đủ về vấn đề tiền bạc. Cuộc sống vào thời kỳ hậu vận cũng được an nhàn đôi chút, nhưng vẫn rất khổ tâm. Thời kỳ tiền vận cuộc sống lao đao, thời kỳ trung vận có kết quả về tài lộc, thời kỳ hậu vận an nhàn và sung sướng. Nữ giới tuổi Mậu Thân có cuộc đời sung sướng và nhiều điều tốt đẹp, phần tiền vận có nhiều lao đao, thời kỳ hậu vận có lo buồn, thời kỳ trung vận được hưởng nhiều sung sướng. Phần gia đạo của nữ giới tuổi Mậu Thân được yên hòa. Nữ giới tuổi Mậu Thân có đường công danh chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Từ năm 40 tuổi trở đi, sự nghiệp của bạn được vững chắc. Phần tiền bạc có nhiều điều tốt đẹp và dư dả cho cuộc sống. Nữ giới tuổi Mậu Thân có tuổi thọ trung bình từ 58 đến 65 tuổi là ở mức tối đa. Nếu ăn ở hiền lành, phúc đức sẽ được tăng tuổi thọ, làm nhiều việc gian ác sẽ bị giảm tuổi thọ. Cuộc sống, cuộc đời tuổi Mậu Thân không được hay đẹp vào tuổi nhỏ, về trung vận thì được hay đẹp và sống được đầy đủ về tiền bạc. Cuộc sống về hậu vận cũng được an nhàn đôi chút, nhưng vẫn còn khổ tâm. Tóm lại, suốt cuộc đời tuổi Mậu Thân không bao giờ được yên trí mà sống trong an nhàn sung sướng. Tiền vận lao đao, trung vận có kết quả về tài lộc, hậu vận an nhàn và sung sướng. Tình duyên, theo khoa chiêm tinh và tướng số, tuổi Mậu Thân sẽ như vậy. Nếu sanh vào những tháng này, cuộc đời bạn sẽ có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sanh vào những tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời phải có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên. Đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời được sống hạnh phúc. Đó là bạn sanh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Đó là mạng số bạn đối với tình duyên. Và sau đây là những công danh và sự nghiệp của bạn. Gia đạo, công danh, phần gia đạo, tuổi nhỏ có nhiều khe khắc, nhưng lớn lên thì sống hạnh phúc, êm đềm. Công danh chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Sự nghiệp vững chắc từ năm 36 tuổi trở đi. Tiền bạc đầy đủ và hoàn toàn không bị thiếu thốn kể từ lúc bạn vừa 40 tuổi trở đi. Tuổi hợp cho làm ăn. Sau đây là những tuổi hợp cho sự làm ăn, giao dịch về tiền bạc hay bất cứ việc gì khác trong cuộc đời. Đó là các tuổi Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão. Những tuổi này rất hợp với Mậu Thân trong mọi lĩnh vực cuộc đời. Lựa chọn vợ chồng. Trong việc hôn nhân, Mậu Thân nên kết duyên với những tuổi này: Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Đinh Mùi và Ất Tỵ. Kết duyên với những tuổi này thì được sống giàu sang phú quý. Các tuổi chỉ hợp về tình duyên mà không hợp về tài lộc hay công danh. Đó là các tuổi Canh Tuất, Nhâm Tý, Bính Tý, Bính Ngọ. Các tuổi Mậu Thân đồng tuổi, Giáp Dần. Những tuổi này kết hôn thì nghèo khổ. Sanh vào những tháng này, bạn sẽ có nhiều vợ. Đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch. Những tuổi Đại Kỵ. Đó là những tuổi mà nếu hợp tác, tuổi Mậu Thân có thể bị tuyệt mạng hay biệt ly nếu kết hôn hay hùng hạp làm ăn. Đó là các tuổi Tân Hợi và Quý Hợi. Gặp tuổi Kỵ về việc làm ăn không nên hợp tác về tiền bạc. Về tình duyên thì nên kỵ bỏ việc làm lễ thành hôn, kỵ ra mắt gia tộc. Về gia đình con cái thì cúng sao hạn cho cả hai tuổi. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Mậu Thân hợp những ngày chẵn, giờ chẵn và tháng lẻ. Xuất hành làm ăn giao dịch rất tốt, sẽ có rất nhiều thắng lợi. Năm 2024 mở ra một chặng đường không hề dễ dàng với người tuổi Mậu Thân 1968. Khi những biến động bất ngờ liên tục kéo đến từ nhiều phía, công việc của quý vị đôi lúc rơi vào tình trạng bế tắc, những dự định trước đây khó lòng thực hiện được như mong đợi, áp lực công việc tăng cao, đồng nghiệp và môi trường làm việc cũng khiến quý vị mệt mỏi hơn, có những giai đoạn tưởng chừng như mọi thứ đang quay lưng lại với bạn, tạo ra một bức tường lớn chắn ngang con đường sự nghiệp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn tạo ra những lo lắng không nhỏ về mặt tài chính, tài lộc thất thường. Tiền bạc khó nắm bắt khiến bạn phải căng mình để lo liệu cho cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, không chỉ công việc và tài chính gặp thử thách mà các vấn đề gia đình cũng bắt đầu xuất hiện. Gia đạo có thể xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi giữa các thành viên khiến không khí trong gia đình căng thẳng hơn bình thường. Những sự kiện không ngờ tới như việc con cái hay người thân gặp khó khăn làm cho bạn phải bận lòng và tiêu hao thêm nhiều năng lượng. Tuy nhiên, với những đặc điểm vốn có của người tuổi Mậu Thân, sự thông minh, linh hoạt và khả năng xoay chuyển tình thế, quý vị không dễ dàng chịu thua trước những khó khăn. Mỗi khi cuộc sống đưa ra thử thách,
bạn lại tìm ra cách để thích nghi và vượt qua. Dẫu cho con đường đi có gập ghềnh, khúc khuỷu đến đâu, sự bình tĩnh và khéo léo trong xử lý tình huống là một trong những ưu điểm lớn giúp quý vị tiếp tục đứng vững. Dù có đôi khi tưởng chừng như không còn lối thoát, từ nay đến cuối năm, bầu trời dường như bắt đầu sáng lên, vận trình của tuổi Mậu Thân sẽ dần chuyển biến theo hướng tích cực. Những cơn sóng dữ sẽ lắng xuống, trả lại cho bạn sự yên bình, giúp bạn có thêm thời gian và cơ hội để tập trung vào mục tiêu lớn hơn. Về mặt sự nghiệp, đây là thời điểm vàng để bạn chứng tỏ năng lực, nắm bắt cơ hội thăng tiến. Những dự án tưởng chừng như trì trệ trước đó giờ có cơ hội tái khởi động, và với sự kiên trì của mình, quý vị sẽ dần thấy thành quả nở hoa, mang lại niềm vui và sự công nhận từ những người xung quanh. Không chỉ sự nghiệp, tài lộc của quý vị cũng có dấu hiệu khởi sắc, dòng chảy tiền bạc dần trở nên ổn định hơn, tạo ra nền tảng vững chắc để bạn có thể an tâm đầu tư cho các dự định trong tương lai. Những khó khăn tài chính trước đây sẽ dần được giải quyết, mang lại cảm giác an toàn và thoải mái hơn cho cuộc sống hàng ngày. Về mặt gia đạo, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình sẽ có cơ hội được hàn gắn, những mâu thuẫn, xung đột trước đây sẽ dần được hòa giải, mang lại không khí hòa thuận, ấm áp. Đây cũng là thời điểm thích hợp để quý vị dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, xây dựng lại những giá trị yêu thương và gắn bó với những người thân yêu. Khi gia đình trở nên hòa hợp, sự bình yên trong tâm hồn sẽ giúp bạn có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu và đạt được những thành công ngoài mong đợi. Nhìn chung, từ giờ đến cuối năm là giai đoạn mà quý vị nên tập trung vào việc thực hiện những mục tiêu lớn hơn, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống cá nhân. Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, người tuổi Mậu Thân sẽ sớm thấy kết quả của những cố gắng của mình, và đây chính là lúc để bạn tận hưởng thành quả sau một năm đầy biến động. Hãy chuẩn bị cho một giai đoạn mới, nơi thành công, tài lộc và gia đạo cùng nhau thăng hoa, mang đến sự viên mãn trọn vẹn. Về phương diện sự nghiệp cuối năm 2024, những tháng cuối năm 2024 hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Mậu Thân 1968 một làn gió mới, thổi bùng lên những cơ hội sáng giá trong sự nghiệp. Sau chuỗi ngày dài đối mặt với khó khăn và thử thách, bây giờ là lúc quý vị cảm nhận được sự khởi sắc trong công việc. Những vấn đề cũ, những rắc rối tưởng chừng không thể vượt qua giờ đây sẽ dần lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho một hành trình mới đầy hy vọng và tiềm năng phát triển. Sự nghiệp của quý vị sẽ có những bước tiến vững chắc, và điều này không phải chỉ nhờ vào may mắn, mà là kết quả của sự kiên trì, nỗ lực không ngừng trong suốt cả một năm đầy biến động. Những khó khăn đã rèn luyện quý vị trở nên bản lĩnh hơn, giúp bạn hiểu rõ hơn về năng lực của bản thân và cách để vượt qua trở ngại một cách thông minh. Đến giai đoạn này, quý vị sẽ cảm nhận rõ ràng sự tự tin và quyết đoán trong mọi quyết định công việc. Trong những tháng tới, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng, những người có thể mang lại sự thay đổi tích cực cho sự nghiệp của bạn. Họ không chỉ là người hỗ trợ mà còn là những người định hướng, giúp bạn đẩy nhanh tiến độ công việc và mở rộng thêm mạng lưới quan hệ. Những mối quan hệ này có thể đến từ nhiều nguồn, có thể là đồng nghiệp cũ, đối tác làm ăn, hoặc thậm chí những người mới gặp gỡ nhưng lại chia sẻ cùng tầm nhìn và mục tiêu với bạn. Chính nhờ sự tương trợ của những người này mà sự nghiệp của bạn sẽ dễ dàng thăng tiến, mở ra thêm nhiều cơ hội mới mà trước đây có thể bạn chưa từng nghĩ tới. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm để bạn tập trung vào việc phát triển các kỹ năng mới hoặc hoàn thiện những kỹ năng đã có. Quý vị sẽ nhận ra rằng, để đạt được những mục tiêu lớn hơn, việc tự hoàn thiện bản thân là yếu tố then chốt. Những kiến thức, kinh nghiệm mà bạn đã tích lũy từ trước đây sẽ là nền tảng vững chắc, giúp bạn ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Nếu biết cách tận dụng thời gian để học hỏi thêm, rèn luyện thêm, quý vị sẽ càng khẳng định được vị trí của mình trong công việc, đồng thời tạo ra sức bật mạnh mẽ để nắm bắt những cơ hội thăng tiến. Không chỉ có cơ hội phát triển trong công việc hiện tại, những tháng cuối năm 2024 còn mở ra những cánh cửa mới cho quý vị. Có thể là một vị trí cao hơn, một dự án lớn hơn, hoặc thậm chí là một hướng đi hoàn toàn mới mà bạn chưa từng nghĩ tới. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn, vì đôi khi chính những thay đổi bất ngờ lại mang đến thành công vượt bậc. Quý vị sẽ không chỉ đạt được những mục tiêu trước mắt mà còn đặt nền móng cho những thành công lớn hơn trong tương lai. Cuối cùng, hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan và sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội. Sự nghiệp của tuổi Mậu Thân vào những tháng cuối năm 2024 chắc chắn sẽ không dừng lại ở những khởi sắc ban đầu. Với sự nỗ lực không ngừng và tinh thần cầu tiến, bạn sẽ chứng kiến bản thân đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc, vượt xa cả những gì mà bạn mong đợi từ đầu năm.
phương diện tài lộc. Những tháng cuối năm 2024 đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong phương diện tài lộc của người tuổi Mậu Thân 1968. Sau một khoảng thời gian gặp phải nhiều biến động trong tài chính, quý vị cuối cùng sẽ thấy tài vận của mình bắt đầu khởi sắc. Những áp lực tiền bạc trước đây dần được giảm bớt và quý vị sẽ có thêm những nguồn thu nhập ổn định, tạo nên một nền tảng tài chính vững chắc hơn. Các nguồn thu nhập chính của quý vị, đặc biệt là từ công việc hiện tại sẽ tăng trưởng rõ rệt. Những nỗ lực và đóng góp không ngừng của quý vị trong công việc giờ đây đã được đền đáp xứng đáng. Đây là thời điểm mà quý vị có thể nhận được những phần thưởng, thăng chức hay tăng lương, tạo điều kiện để tài chính trở nên dồi dào hơn. Ngoài ra, những khoản thu nhập từ các dự án đầu tư hoặc các nguồn thu nhập bên ngoài cũng bắt đầu mang lại kết quả tích cực. Những dự án mà quý vị đã đặt tâm huyết vào trước đây giờ đây bắt đầu sinh lời, giúp quý vị có thêm cơ hội gia tăng tài sản. Tuy nhiên, dù cho tài lộc đang có xu hướng phát triển tốt, quý vị cần phải duy trì sự cẩn trọng trong việc quản lý tài chính. Việc tiêu xài hoang phí hoặc đầu tư không có kế hoạch cụ thể có thể dẫn đến những rủi ro không cần thiết. Đây không phải là lúc để quý vị quá mạo hiểm trong các quyết định tài chính lớn. Thay vào đó, nên tập trung vào những khoản đầu tư an toàn, có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro một cách cẩn thận. Đặc biệt, với những ai đang có ý định mở rộng kinh doanh hoặc tham gia vào các dự án mới, hãy nhớ rằng, lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro lớn. Chính vì vậy, quý vị cần đánh giá rõ ràng từng cơ hội và đừng để những lợi ích ngắn hạn làm lu mờ cái nhìn tổng thể. Hãy luôn cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Nếu có thể, nên tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính hoặc những người có kinh nghiệm để đảm bảo rằng mọi quyết định đều đúng đắn và mang lại lợi ích lâu dài. Bên cạnh đó, việc lập kế hoạch tài chính hợp lý và kiểm soát chi tiêu cũng là yếu tố then chốt, giúp quý vị duy trì được sự ổn định và phát triển về tài chính trong thời gian dài. Đây là thời điểm vàng để quý vị tập trung vào việc tiết kiệm và đầu tư thông minh nhằm đảm bảo sự an toàn và bền vững cho tài sản cá nhân cũng như gia đình. Nếu biết quản lý tốt, quý vị không chỉ cải thiện tình hình tài chính hiện tại mà còn có thể tạo ra một tương lai tài chính vững chắc, không lo nghĩ. Tóm lại, tài vận của người tuổi Mậu Thân trong những tháng cuối năm 2024 sẽ có nhiều khởi sắc đáng mừng. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển ổn định và tránh được các rủi ro không mong muốn, quý vị cần duy trì sự thận trọng và tỉnh táo trong việc quản lý và đầu tư tài chính. Thành công về tài chính không chỉ nằm ở số tiền bạn kiếm được, mà còn ở cách bạn sử dụng và bảo vệ những đồng tiền đó. Nếu quý vị có thể làm tốt điều này, tài lộc sẽ càng ngày càng thịnh vượng và ổn định. Phương diện sức khỏe. Trong những tháng cuối năm 2024, sức khỏe của người tuổi Mậu Thân 1968 là một vấn đề cần đặc biệt chú trọng. Sau một năm với nhiều thử thách và áp lực từ công việc cũng như cuộc sống, cơ thể của quý vị có thể đã phải đối mặt với không ít sự căng thẳng. Đây là lúc quý vị cần phải chăm sóc bản thân kỹ lưỡng hơn để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định, tránh tình trạng mệt mỏi kéo dài hoặc các bệnh lý nghiêm trọng hơn có thể phát sinh. Một trong những điểm cần lưu ý chính là hệ tiêu hóa của quý vị, những áp lực trong công việc. Việc ăn uống không điều độ hay lối sống thiếu lành mạnh có thể gây ra những vấn đề về tiêu hóa như đau dạ dày, khó tiêu hoặc thậm chí là loét dạ dày. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, mà còn làm cho quý vị cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng để hoàn thành các công việc hàng ngày. Vì vậy, một chế độ ăn uống lành mạnh, đúng giờ và hạn chế đồ ăn nhanh, thức ăn có quá nhiều dầu mỡ sẽ là cách tốt nhất để giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Bên cạnh đó, căng thẳng thần kinh cũng là một yếu tố cần được quan tâm đặc biệt. Những áp lực về công việc, gia đình và tài chính đôi khi khiến quý vị cảm thấy căng thẳng và lo lắng quá mức. Nếu không biết cách kiểm soát, tình trạng này có thể dẫn đến nhiều vấn đề về tâm lý như mất ngủ, lo âu hay thậm chí là trầm cảm nhẹ. Để khắc phục, quý vị cần học cách thư giãn và thả lỏng tinh thần, việc dành thời gian cho những sở thích cá nhân, tham gia các hoạt động giải trí hoặc tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc thiền định sẽ giúp quý vị giảm bớt căng thẳng, tạo nên sự cân bằng trong cuộc sống. Ngoài ra, việc nghỉ ngơi đầy đủ cũng là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Quý vị cần tạo thói quen ngủ đủ giấc, không làm việc quá khuya và dành thời gian cho cơ thể phục hồi sau những giờ làm việc căng thẳng. Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi năng lượng và tăng cường hệ miễn dịch, giúp quý vị tránh được những bệnh tật không mong muốn. Đừng quên lắng nghe cơ thể mình. Khi cảm thấy mệt mỏi hoặc căng thẳng,
hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi thay vì cố gắng làm việc quá sức. Hoạt động thể chất cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tốt. Thay vì ngồi làm việc liên tục, hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để vận động. Việc tập thể dục không chỉ giúp quý vị cải thiện sức bền, giảm nguy cơ bệnh tật, mà còn là cách tốt để xả stress, làm dịu các vấn đề về tâm lý. Dù bạn không có quá nhiều thời gian, những hoạt động đơn giản như đi bộ, đạp xe hay tập vài động tác yoga tại nhà cũng đã đủ để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh và đầy sức sống. Cuối cùng, đừng bao giờ coi nhẹ việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Dù quý vị cảm thấy sức khỏe ổn định, việc đi khám bác sĩ định kỳ vẫn rất cần thiết để phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn và xử lý kịp thời. Điều này giúp quý vị chủ động bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa những biến chứng có thể xảy ra trong tương lai. Tóm lại, trong giai đoạn cuối năm 2024, sức khỏe của tuổi Mậu Thân cần được chăm sóc và chú ý hơn bao giờ hết. Hãy tập trung vào việc ăn uống điều độ, giảm căng thẳng và tham gia các hoạt động thể chất để đảm bảo sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Đừng quên rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất và chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, quý vị mới có thể tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống. Phương diện gia đạo. Trong những tháng cuối năm 2024, gia đạo của người tuổi Mậu Thân 1968 sẽ trải qua một giai đoạn đáng mừng. Khi sự hòa thuận và gắn kết giữa các thành viên trong gia đình dần được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn, sau những thời gian có thể đã xảy ra một số hiểu lầm hoặc xung đột, giờ đây, gia đình của quý vị sẽ tìm lại được sự bình yên, thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Không khí gia đình sẽ trở nên ấm áp khi mỗi người đều sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ những khó khăn, niềm vui trong cuộc sống, đặc biệt, những nỗ lực trong việc hàn gắn mối quan hệ và giải quyết những vấn đề tồn đọng từ trước sẽ giúp mang lại cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng cho tất cả các thành viên. Đây là thời điểm lý tưởng để mỗi người tạm gác lại những lo toan bên ngoài và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, tìm thấy sự an yên giữa nhịp sống bận rộn. Tình cảm gia đình ngày càng bền chặt khi những mâu thuẫn nhỏ nhặt dần được giải quyết bằng sự thấu hiểu và thông cảm. Quý vị sẽ cảm nhận rõ hơn tình cảm gia đình sâu sắc, nơi mà mỗi thành viên đều là điểm tựa vững chắc, cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Đây chính là sức mạnh lớn nhất mà gia đình có thể mang lại, giúp bạn cảm thấy được sự động viên, an ủi trong mỗi bước đi của cuộc sống. Những lời động viên, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng bên bữa cơm gia đình sẽ không chỉ giúp xua tan đi mệt mỏi mà còn làm cho tình cảm giữa các thành viên thêm phần gắn bó. Không chỉ dừng lại ở sự hòa thuận trong gia đình, cuối năm 2024 còn là thời điểm mà quý vị và gia đình có thể chuẩn bị cho những khoảnh khắc đoàn tụ. Đặc biệt là khi mùa Tết cận kề, không khí chuẩn bị cho một mùa Tết đoàn viên, ấm cúng sẽ trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Các thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ đạc và trao đổi những dự định mong muốn cho năm mới. Những niềm vui nhỏ bé khi cả nhà cùng nhau chuẩn bị cho Tết sẽ làm cho không khí gia đình thêm phần gắn kết và hạnh phúc. Tết không chỉ là dịp để mỗi người nhìn lại một năm đã qua, mà còn là khoảnh khắc để gia đình ngồi lại bên nhau, chia sẻ những ước mơ và hy vọng cho tương lai. Đây là thời gian quý giá để quý vị cùng gia đình sum vầy, tận hưởng những giây phút đầm ấm và yêu thương. Đặc biệt là sau một năm với nhiều lo toan và bận rộn, những câu chuyện cũ được kể lại, những nụ cười trao nhau sẽ là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ, mang đến cho tất cả mọi người cảm giác hạnh phúc và an lành. Cuối cùng, đây cũng là thời điểm để quý vị trân trọng hơn những giá trị gia đình, nhận ra rằng trong cuộc sống, dù có bao nhiêu thành công hay thất bại thì gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất. Gia đình không chỉ mang lại cho quý vị sự bình yên, mà còn là nơi chốn trở về mỗi khi cần sự sẻ chia, yêu thương. Những khó khăn ngoài xã hội có thể khiến quý vị mệt mỏi, nhưng gia đình sẽ luôn là nơi giúp quý vị tìm lại được sự cân bằng và động lực để tiếp tục phấn đấu. Với một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, quý vị sẽ không chỉ cảm thấy an yên mà còn có thêm sức mạnh để đối mặt với những thách thức phía trước. Hãy tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc quý giá bên người thân trong những tháng cuối năm này để cùng nhau xây dựng một tương lai gia đình tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc. Tử vi các tháng cuối năm 2024, từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. Tháng Ất Hợi, tức tháng 10 âm lịch, sẽ là một tháng đầy hứa hẹn và bùng nổ về tài lộc đối với những người tuổi Mậu Thân 1968. Đây chính là thời điểm mà những nỗ lực và cố gắng từ trước đến nay của quý vị bắt đầu mang lại những thành quả đáng kể. Những công việc kinh doanh,
các dự án đầu tư hay thậm chí cả những nguồn thu nhập từ công việc chính cũng sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng này, tạo nên những thay đổi tích cực về mặt tài chính. Trong suốt những tháng trước, có lẽ quý vị đã không ngừng phấn đấu và đôi khi phải đối mặt với không ít khó khăn trong việc cân đối tài chính hay phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, tháng 10 âm lịch này sẽ mang lại sự bứt phá mà quý vị hằng mong đợi. Những khoản đầu tư từ trước bắt đầu cho thấy sự sinh lời mạnh mẽ, các dự án mà quý vị dày công theo đuổi sẽ mang về kết quả tốt đẹp. Tháng này, tài vận của quý vị có thể coi như bước vào giai đoạn thu hoạch. Đây chính là lúc mà quý vị nhận được trái ngọt sau những thời gian gieo hạt, nỗ lực. Ngoài ra, với sự tăng trưởng tài chính này, quý vị có thể sẽ cảm thấy tự tin hơn trong việc mở rộng các dự định và kế hoạch lớn hơn. Những lĩnh vực mới, những ý tưởng sáng tạo từng được ấp ủ từ lâu nay đã có thể thực hiện được. Đừng ngần ngại thử sức với những cơ hội mới trong tháng này, bởi vận trình tài lộc của quý vị đang rất thuận lợi. Dù là mở rộng công việc hiện tại hay thử nghiệm với những lĩnh vực mới, quý vị đều có cơ hội đạt được những thành công ngoài mong đợi. Đặc biệt, tháng 10 âm lịch cũng là thời điểm quý vị nên tận dụng triệt để những mối quan hệ xã hội, sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, đối tác hoặc người thân. Những lời khuyên đúng lúc hoặc sự hợp tác tích cực từ những người xung quanh sẽ giúp quý vị phát triển nhanh chóng hơn và giảm thiểu rủi ro trong việc đầu tư hay mở rộng công việc kinh doanh. Sự kết nối mạnh mẽ với những người có cùng chí hướng hoặc có kinh nghiệm trong các lĩnh vực mới có thể mang đến cho quý vị những thông tin quý giá và những cơ hội không ngờ. Tuy nhiên, quý vị cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng trong mỗi quyết định đầu tư lớn. Dù tháng này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lợi ích tài chính, nhưng việc quản lý tài chính khôn ngoan vẫn là yếu tố quan trọng để đảm bảo quý vị không gặp phải rủi ro không đáng có. Sự bùng nổ về tài lộc thường đi kèm với những cạm bẫy tài chính. Vì vậy, đừng để những khoản thu nhập hấp dẫn làm mờ đi sự cẩn trọng và tin tưởng của mình. Hãy dành thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, đặc biệt là với những lĩnh vực mới mà quý vị chưa có nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, trong tháng này, sự phát triển về mặt tài chính không chỉ đến từ những khoản đầu tư lớn, mà còn từ việc quý vị có thể khai thác tốt hơn các nguồn thu nhập phụ. Đây có thể là thời điểm để quý vị xem xét lại tất cả các nguồn lực của mình và tìm ra cách tối ưu hóa mọi thứ. Từ công việc chính, các dự án phụ cho đến những mối hợp tác bên lề, điều này không chỉ giúp quý vị tăng cường tài chính mà còn giúp tạo ra sự ổn định lâu dài. Tháng 10 âm lịch cũng mang lại nhiều năng lượng tích cực cho quý vị, giúp tinh thần quý vị trở nên thoải mái và lạc quan hơn. Khi tài lộc thịnh vượng, quý vị sẽ cảm thấy tự tin hơn trong việc đối mặt với mọi thách thức. Đây cũng là thời điểm để quý vị khẳng định bản thân, làm mới mình và tiếp tục theo đuổi những mục tiêu lớn hơn. Tuy nhiên, đừng quên duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Dù tài lộc bùng nổ, nhưng việc chăm sóc sức khỏe và gia đình vẫn rất quan trọng để giữ cho mọi khía cạnh của cuộc sống hài hòa. Trong tháng Ất Hợi, quý vị có thể cảm nhận rõ ràng rằng vận mệnh tài chính của mình đang có sự khởi sắc mạnh mẽ, nhưng đây không phải là đích đến cuối cùng. Tháng này là một bước đệm tuyệt vời để quý vị tiếp tục mở rộng và phát triển sự nghiệp, tạo dựng nền tảng vững chắc hơn cho tương lai. Nếu biết tận dụng tối đa các cơ hội và quản lý tài chính hợp lý, quý vị sẽ có thể đạt được những thành công lớn, không chỉ trong tháng này mà còn cả trong những tháng sau đó. Tử vi tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Tháng Bính Tý, tức tháng 11 âm lịch, hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Mậu Thân 1968 nhiều cơ hội và sự hỗ trợ quý giá từ quý nhân. Đây không chỉ đơn thuần là những sự trợ giúp ngẫu nhiên, mà còn là những kết nối tích cực mà quý vị đã xây dựng trong suốt thời gian qua. Những người bạn, đồng nghiệp hoặc người thân xung quanh có thể đóng vai trò quan trọng, giúp quý vị vượt qua những trở ngại và tìm thấy hướng đi đúng đắn trong công việc và cuộc sống. Tháng này sẽ là thời điểm lý tưởng để thực hiện các kế hoạch dài hạn, bởi sự hỗ trợ từ quý nhân sẽ giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn bao giờ hết. Dù là trong công việc hay các dự án cá nhân, quý vị sẽ cảm nhận được sự thuận lợi, giúp tạo điều kiện cho những dự định lớn lao của mình. Đây chính là lúc mà những ý tưởng, kế hoạch đã được ấp ủ từ lâu có thể được hiện thực hóa, không có còn rào cản hay trở ngại. Những gì quý vị đã chuẩn bị trong thời gian trước sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái, tạo nên những kết quả tích cực mà quý vị luôn mong đợi. Đặc biệt hãy nhớ rằng, sự hợp tác và giao lưu với mọi người xung quanh trong tháng này sẽ rất quan trọng. Sự hỗ trợ từ quý nhân không chỉ đến từ những người có quyền lực hay kinh nghiệm, mà còn từ những đồng nghiệp, bạn bè có cùng chí hướng. Hãy mở lòng và sẵn sàng tiếp nhận ý kiến, góp ý từ những người xung quanh,
Sự cởi mở và sẵn lòng lắng nghe sẽ giúp quý vị có cái nhìn sâu sắc hơn về những vấn đề mình đang đối mặt, từ đó đưa ra những quyết định chính xác hơn. Tuy nhiên, quý vị cũng cần chủ động trong việc tạo dựng mối quan hệ, đừng chỉ chờ đợi sự hỗ trợ từ người khác, mà hãy tích cực tìm kiếm và kết nối với những người có thể giúp đỡ bạn trong hành trình của mình. Đây chính là thời điểm để quý vị thể hiện sự tự tin, mở rộng mạng lưới quan hệ của mình và gây dựng những mối quan hệ bền chặt. Việc giao lưu, kết nối với mọi người không chỉ mang lại cho quý vị những cơ hội mới, mà còn giúp quý vị cảm nhận được sự ấm áp và hỗ trợ trong cuộc sống. Tóm lại, tháng Bính Tý sẽ là một thời gian đầy hứa hẹn cho tuổi Mậu Thân. Hãy tận dụng mọi cơ hội mà quý nhân mang đến, thực hiện các kế hoạch dài hạn và xây dựng những mối quan hệ có giá trị. Đây chính là chìa khóa để quý vị đảm bảo sự phát triển ổn định trong tương lai. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu. Khi bước vào tháng cuối cùng của năm âm lịch, Đinh Sửu, tuổi Mậu Thân 1968 sẽ đón nhận niềm vui và tài lộc dồi dào. Đây không chỉ là tháng mà tài chính của quý vị sẽ có sự khởi sắc, mà còn là thời điểm lý tưởng để nhìn lại và tận hưởng thành quả sau một năm dài làm việc chăm chỉ. Những nỗ lực, cống hiến của quý vị trong suốt thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng, mang lại cảm giác hài lòng và viên mãn. Gia đình hòa thuận là một điểm sáng lớn trong tháng này. Không khí ấm áp và vui vẻ trong gia đình sẽ khiến quý vị cảm thấy an yên và hạnh phúc. Đây là thời điểm mà mọi người cùng nhau quây quần, chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm và ước mơ cho năm mới. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân, bởi những giây phút quý giá này không chỉ giúp tăng cường mối liên kết gia đình, mà còn mang lại cho quý vị những niềm vui giản dị mà sâu sắc. Tài chính của quý vị cũng sẽ dồi dào trong tháng này. Những khoản thu nhập mà quý vị nhận được sẽ giúp tạo điều kiện cho việc mua sắm và chuẩn bị cho mùa Tết đoàn viên. Quý vị có thể thoải mái hơn trong việc lựa chọn những món quà ý nghĩa cho người thân, trang trí cho tổ ấm của mình hay chuẩn bị những bữa tiệc ấm cúng. Sự dồi dào về tài lộc sẽ giúp quý vị thực hiện những dự định đã ấp ủ từ lâu mà không còn lo lắng về vấn đề tài chính. Đặc biệt, tháng 12 âm lịch còn là thời điểm lý tưởng để quý vị đón Tết trọn vẹn và đầy đủ. Hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để đón chào năm mới với tâm thế lạc quan và yêu thương. Những hoạt động như dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ Tết hay chuẩn bị mâm cỗ đều là những phần quan trọng không thể thiếu, giúp quý vị cảm nhận được không khí Tết đang tràn ngập khắp nơi. Đồng thời, tháng này cũng là lúc quý vị nên dành thời gian để xem xét và đánh giá lại những mục tiêu đã đạt được trong năm qua. Hãy tự thưởng cho bản thân một chút thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và suy ngẫm về những điều đã trải qua. Nhìn lại những thành công và thất bại sẽ giúp quý vị rút ra bài học quý giá, từ đó đặt ra những mục tiêu cho năm mới một cách rõ ràng hơn. Cuối cùng, đừng quên rằng tình cảm và sự gắn kết với gia đình là điều quý giá nhất mà quý vị có được. Hãy dành thời gian để bên nhau, chia sẻ những ước mơ và khát vọng cho tương lai. Tết không chỉ là dịp để kỷ niệm những giá trị truyền thống, mà còn là cơ hội để mọi người gần nhau hơn, tạo ra những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Tháng Đinh Sửu sẽ là một chương tuyệt vời khép lại một năm đầy thử thách nhưng cũng đầy ắp những kỷ niệm. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc và đón chờ một năm mới tràn đầy hy vọng và thành công. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Khi năm 2024 dần khép lại, việc hóa giải những vận hạn còn sót lại sẽ trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với tuổi Mậu Thân 1968. Những thách thức và khó khăn có thể để khiến quý vị cảm thấy lo âu và căng thẳng. Nhưng bằng cách chú trọng đến những yếu tố phong thủy và tâm linh, quý vị hoàn toàn có thể tìm thấy sự bình an và hài hòa trong cuộc sống. Phong thủy nhà cửa là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc tạo dựng năng lượng tích cực cho không gian sống của quý vị. Hãy xem xét việc sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tạo ra một không gian thoáng đãng và gọn gàng, giúp cho năng lượng lưu thông tốt hơn. Một không gian sống sạch sẽ và ngăn nắp không chỉ mang lại sự thoải mái, mà còn giúp quý vị cảm thấy bình an hơn trong tâm hồn. Nên chú ý đến việc đặt những vật phẩm phong thủy phù hợp như các loại cây xanh, đá quý hoặc biểu tượng mang lại may mắn để thu hút vận khí tốt đẹp cho gia đình. Lễ cúng tổ tiên và những dịp lễ quan trọng cũng là một cách để quý vị kết nối với nguồn năng lượng tâm linh và tôn vinh những giá trị gia đình. Những buổi lễ cúng bái này không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên, mà còn là dịp để quý vị cầu xin sức khỏe, bình an và tài lộc cho gia đình trong năm mới. Hãy chuẩn bị các lễ vật trang trọng, thành tâm cúng bái và dành thời gian cùng gia đình để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống.
Những khoảnh khắc quây quần bên nhau trong những dịp này sẽ mang lại sự gắn kết và ấm áp cho tổ ấm của quý vị. Ngoài ra, làm từ thiện và giúp đỡ những người khó khăn là một cách tuyệt vời để mang lại phước lành cho chính mình. Những hành động nhỏ bé nhưng ý nghĩa sẽ tạo ra sự lan tỏa tích cực, không chỉ giúp ích cho những người kém may mắn hơn, mà còn mang lại cho quý vị cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc. Hãy xem đây là một phần trong cuộc sống hàng ngày của mình và quý vị sẽ nhận thấy rằng những gì mình cho đi sẽ quay trở lại với mình một cách bất ngờ. Hãy tìm kiếm những cơ hội để tham gia các hoạt động thiện nguyện hoặc đơn giản chỉ là giúp đỡ một người bạn, hàng xóm trong lúc khó khăn. Đồng thời, quý vị cũng cần tránh những quyết định tài chính vội vàng trong thời điểm này. Những quyết định hấp tấp có thể dẫn đến những rủi ro không đáng có và gây thêm căng thẳng cho bản thân. Hãy dành thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng và cân nhắc trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến tài chính. Một tâm hồn bình tĩnh và sáng suốt sẽ giúp quý vị nhận định rõ ràng hơn về tình hình tài chính của mình, từ đó đưa ra những lựa chọn đúng đắn và hiệu quả. Cuối cùng, để hóa giải những vận hạn và đón nhận những điều tốt đẹp, quý vị cần giữ tâm hồn thanh tịnh, dành thời gian để thiền định, tĩnh tâm hoặc tham gia vào các hoạt động mà quý vị yêu thích. Điều này không chỉ giúp xoa dịu căng thẳng, mà còn tạo ra một năng lượng tích cực cho bản thân. Hãy dành cho mình những phút giây yên tĩnh để lắng nghe tiếng lòng, từ đó cảm nhận rõ ràng hơn về những gì mình đang mong muốn và hướng đến. Trong kho tàng tri thức của ông cha ta có một chân lý mà các thế hệ trước luôn nhấn mạnh: khiêm tốn là chìa khóa của sự bền vững và thành công lâu dài. Đối với những người tuổi Mậu Thân, việc thể hiện sự khiêm tốn và cẩn trọng trong từng hành động và quyết định sẽ không chỉ giúp quý vị xây dựng lòng tin và sự kính trọng từ người khác, mà còn tạo nên một nền tảng vững chắc cho những thành công sắp tới. Như lời Phật dạy, người biết khiêm tốn sẽ luôn nhận được phước lành và sự trợ giúp từ xung quanh. Khi quý vị biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác và không ngừng học hỏi, cánh cửa dẫn đến những cơ hội mới sẽ mở ra, đưa quý vị bị đến gần hơn với thành công và sự bình an trong tâm hồn. Sự khiêm tốn không chỉ là đức tính cao quý, mà còn là cách thức giúp chúng ta tiến bộ mỗi ngày, tránh được những mâu thuẫn không cần thiết trong các mối quan hệ xã hội. Trong những tháng cuối năm này, hãy thực hành sự khiêm tốn, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống gia đình. Những hành động nhỏ như lắng nghe ý kiến của người thân, chia sẻ những thành công mà không phô trương hay kiêu ngạo, sẽ tạo nên bầu không khí hòa thuận và ấm áp trong gia đình. Điều này không chỉ giúp quý vị đạt được những thành tựu mới, mà còn củng cố những mối quan hệ xã hội, tạo ra một mạng lưới hỗ trợ vững chắc cho bản thân. Hãy nhớ rằng, khiêm tốn và cẩn trọng không có nghĩa là nhút nhát hay thiếu tự tin. Ngược lại, đó là sự dũng cảm để nhận ra rằng không ai hoàn hảo và mỗi người đều có thể học hỏi từ người khác. Hãy mở lòng đón nhận những góp ý, phản hồi và lời khuyên từ những người xung quanh. Điều này không chỉ giúp quý vị phát triển bản thân, mà còn tạo ra sự kết nối sâu sắc hơn với những người khác. Cuối cùng, hãy biết rằng sự khiêm tốn và cẩn trọng chính là chìa khóa để quý vị có được thành công bền vững trong cuộc sống. Hãy để những phẩm chất này dẫn dắt quý vị trên con đường phía trước, giúp quý vị vượt qua mọi thử thách và đón nhận những cơ hội mới một cách tự tin và bình an. Tử vi của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 từ nay cho đến Tết 2025 đang hé lộ những dấu hiệu vô cùng tích cực. Một hành trình mới đang chờ đón quý vị, nơi mà sự nghiệp sẽ thăng hoa, tài lộc sẽ dồi dào và gia đạo sẽ tràn ngập không khí ấm cúng và bình an. Đây là thời điểm lý tưởng để quý vị nắm bắt những cơ hội, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Hãy luôn giữ cho tâm hồn mình được thanh tịnh, bình yên. Thực hành sự khiêm tốn trong từng bước đi của cuộc sống không chỉ giúp quý vị mở rộng mối quan hệ, mà còn mang lại những trải nghiệm ý nghĩa, giá trị hơn. Cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và những thành công sẽ đến với quý vị một cách tự nhiên. Nếu quý vị cảm thấy nội dung này mang lại giá trị cho mình, đừng ngần ngại, hãy like, share và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi. Hãy cùng chúng tôi khám phá thêm nhiều dự đoán tử vi thú vị và bổ ích trong các video tiếp theo. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trong hành trình tìm hiểu về vận mệnh và tương lai. Chúc quý vị một mùa Tết an khang, thịnh vượng và luôn được hạnh phúc bên gia đình. Hãy để tình yêu và sự bình an lan tỏa trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.